Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hoàn thành cho em ở cái bài số 1 và cũng như là phần bài tập của bài số 1. Đó chính là gì? Góc ở tâm với là số đo cung đúng không nào? Chúng ta đã biết là góc ở tâm là cái góc đó là gì? Có cái đỉnh trùng với cái tâm của đường tròn đúng không nào? Và đồng thời cái số đo của góc ở tâm thì nó sẽ tương ứng bằng với cái cung bị chắn, cũng như ngược lại là cung bị chắn thì nó cũng sẽ bằng số đo góc ở tâm. Đó nào. Thì khi mà chắn thì nó sẽ chia thành là hai cung, cung lớn và cung nhỏ. Như vậy thì thông thường chúng ta sẽ tính được cái cung nhỏ là dựa vào cái góc ở tâm, và cung lớn thì chúng ta sẽ lấy 360 độ chúng ta trừ ra cho cái số đo của cái cung nhỏ thì nó sẽ ra được cái cung lớn. Em hiểu chưa nào? Thì trong clip hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các em ở cái phần luyện tập cho các em nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi sang bài số 4. Rồi, chúng ta sẽ đi sang bài số 4 các em nhé. Xem hình 7. Xem hình 7 là hình này các em. Đây, chúng ta không còn phải vẽ hình nữa đúng không nào? Tính số đo của góc ở tâm AOB. Nghĩa là chúng ta cần phải đi tính giùm thầy cái góc này. AOB là bằng bao nhiêu độ? Có đúng không nào? Và số đo của cung lớn AB. Đây, số đo của cung lớn này. Chứ còn cái này là cung nhỏ rồi. Đây là cung nhỏ này, thầy nói là này. Từ A tới B phía bên trong đây gọi là cung nhỏ này. Còn cái cung lớn này. Đó. Như vậy chúng ta cần phải tính số đo của cái cung AB. Ta để chỗ đây là lớn bằng bao nhiêu? Có đúng không nào? Như vậy thì các em thấy này, để ý cái tam giác AOB đây chính là tam giác gì? Thứ nhất là nó là tam giác vuông. Nó là tam giác vuông. Thầy nói đúng rồi, tam giác vuông ở A đây. Và hai cái cạnh của nó AO và A gì? AT. Cái tam giác AOT này là tam giác vuông cân tại A. Đúng không nào? Đó. Nên là các em thấy là cái góc này 90 độ thì chứng tỏ góc này và cái góc T này này, thầy nói B này, thầy nói B nha. Cái góc T này thì đây chính là hai góc phụ nhau bằng nhau nên nó sẽ bằng mỗi góc là 45 độ. Có đúng không nào? 45 độ. Như vậy thì cái góc này 45 độ rồi thì cái cung nhỏ AB này cũng sẽ 45 độ. Nhưng mà để tính được cái cung lớn này thì chúng ta lấy 360 độ trừ cho 45 độ thì ra được cái số đo của cung lớn này. Xong. Các em hiểu không nào? Cho góc ở tâm này là bằng 45 độ rồi. Rồi chúng ta giải lập luận. Bài này rất là dễ đúng không em? Ok. Chúng ta có là vị nó có là AO thì bằng với AT. Không nào? Và cái góc OAT thì bằng 90 độ là vuông nên ta suy ra cái tam giác AOT vuông cân. Vuông cân tại A. Đang nào? Nên chúng ta sẽ suy ra cái góc AOT. AOT đây cũng chính là cái góc ở tâm này sẽ bằng là 45 độ. Cái phần này thì chúng ta đã quá biết rồi. Có đúng chưa nào? Đó, sau khi chúng ta đã có được cái góc ở tâm rồi thì chúng ta sẽ suy ra tiếp cái số đo của cái cung nhỏ anh em. Số đo của cái cung nhỏ AB. Chúng ta ghi thầy ở đây là nhỏ. Nhỏ chứ không phải nhỏ nhé. Bằng cái số đo góc ở tâm AOT và bằng 45 độ. Đúng chưa? Như vậy thì tiếp tục chúng ta suy ra cái số đo của cái cung lớn. Cung lớn này thì nó sẽ bằng 360 độ trừ cho số đo của cái cung AB nhỏ. Bằng 360 độ trừ cho 45 độ. Đó nè, 45 độ thì sẽ bằng bao nhiêu em? Số đo của cung AB lớn. Rồi, chúng ta dùng máy tính ta bấm nhé. 360 trừ cho 45. 315 độ em. Đó. Được chưa? Đó chính là bài số 4. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài số 5 nhé. Rồi, chúng ta có bài số 5. Hai tiếp tuyến của đường tròn tâm O tại A và B. Hai tiếp tuyến của đường tròn tâm O tại A và B cách nhau tại M.
biết góc AMB là bằng 35 độ. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vẽ cho thầy cái đường tròn đúng không nào? Cái đường tròn tâm O. Ok, chờ thầy sẽ bỏ cái bút vào mấy anh em ha. Cầm ba thầy nói chung nó khá là tin. Thôi bây giờ để thầy sẽ vẽ các em xem nha. Rồi đây các em, thầy vừa mới vẽ cho xong cho các em. Đây đường tròn tâm O, hai cái tiếp tuyến tại A và B cắt nhau tại M với cái góc là 35 độ các em. Tiếp tuyến. Như vậy chứng tỏ ở đây là A này. Ở đây là B các em. Và đây chính là M. Thì góc ở đây người ta cho các em là 35 độ. Đó nè. Tiếp tuyến thì chứng tỏ ở đây là vuông góc này. Đúng nhá, tiếp tuyến. Tiếp tuyến tại A và B thì chúng ta đã biết ở trong học kỳ 1 rồi. Tiếp tuyến nó sẽ vuông góc với bán kính ha. Gì đây nè, câu A. Thì đẩy lên nha. Tính số đo của góc ở tâm tạo bởi hai bán kính OA OB, nghĩa là chúng ta phải đi tính giùm thầy cái góc ở đây là bằng bao nhiêu này, nghĩa là cái tính đi tính cái góc ở tâm là AOB đây các em. Như vậy thì chúng ta thấy này, trong cái tứ giác là AOBM, tại vì trong số đo của trong tứ giác thì nó sẽ bằng là 360 độ, nghĩa là góc này cộng góc này cộng góc này và cộng góc này thì bằng 360 độ. Mà góc này 90, góc này 90, góc này 35 thì chúng ta sẽ tính được góc này. Các em hiểu không nào? Như vậy chúng ta có là trong cái tứ giác, trong cái tứ giác AOBM, hiểu không nào? Có. Chúng ta có cái gì? Đầu tiên chúng ta đọc cái góc này OAM. OAM là góc này ha. Tiếp OBM cộng O BM cộng góc AOB và cộng với góc AMB thì sẽ bằng 360 độ. Có đúng không nào? Đó. Mà các em thấy là góc này và góc này đã có số đo rồi, 90, 90 và 35 này. Nên ta suy ra cái góc AOB nó sẽ bằng 360 độ, nó trừ đi cho cái góc OAM cộng cái góc OBM cộng cái góc AMB. Đúng nào? Nên chúng ta thế số vô sẽ bằng 360 độ trừ cho gì? 90 độ nè cộng 90 độ nè cộng 35 độ. Có đúng chưa? Như vậy cái góc AOB 360 trừ đi ở đây 180 đó nè, bấm máy tính nha, để chắc 180 cộng cho 35 bằng 215 nha. 360 ở như vậy ở đây là bằng 145 độ em, được chưa? Như vậy chúng ta kết luận giùm thầy ở đây, vậy góc ở tâm tạo bởi hai cái bán kính OA và OB là 145 độ. Được chưa? Đây, hình được em. Câu A này. Các em hiểu không nào? Rồi chúng ta đi sang câu B nhé. Người ta hỏi gì nhé? Câu B người ta yêu cầu tính số đo mỗi cung AB, cung lớn và cung nhỏ. Như vậy ở đây là 145 độ chúng ta vừa mới tính xong. Thì chứng tỏ cái cung nhỏ này, cái cung nhỏ này sẽ bằng là 145 độ này. Còn chúng ta tính cái cung lớn này. Cung lớn này. Nào, ví dụ ở đây thầy ký hiệu đây là N này, ANB là cung nhỏ và AMB là cung lớn này. Như vậy thì chúng ta lấy 360 độ trừ 145 độ thì ra được cung lớn AMB. Các em có hiểu không? Hiểu đúng không? Như vậy thì câu B.
ta có là cái số đo của cái cung ANB, nghĩa là cái cung nhỏ đúng không em, sẽ bằng với cái số đo của góc ở tâm là AOB chúng ta vừa mới tính, sẽ bằng 145 độ. Còn cái số đo của cái cung lớn AMB thì nó sẽ bằng 360 độ, trừ cho cái số đo của cái cung nhỏ ANB, không? Sẽ bằng 360 độ trừ cho 145 độ. Rồi, ta bấm máy tính xem thử nó bao nhiêu cho em nhé. À, chắc nó sẽ bằng là 215 độ đúng không? Đó. Ok, hiểu chưa? Bài số 5 các em. Rồi. Chúng ta sẽ đi sang bài số 6 nhé. Rồi, chúng ta có bài số 6 các em nhé. Cho tam giác đều ABC, gọi O là tâm của đường tròn đi qua ba đỉnh ABC. Câu A, tính số đo các góc ở tâm tạo bởi hai trong ba bán kính OA, OB, OC. Tính số đo các cung tạo bởi hai trong ba điểm ABC. Rồi, thầy phân tích đều một xíu này. Như vậy thì cho tam giác đều ABC thì chúng ta vỉ cái tam giác đều ra. Tam giác đều là cái tam giác có ba cạnh bằng nhau, ba góc bằng nhau với số đo là 60 độ, được chưa? Gọi O là tâm của đường tròn đi qua ba đỉnh ABC. Như vậy thì để vẽ được cái tâm O này thì chúng ta sẽ kể ba cái đường nha các em, ba cái đường trung trực, ba đường trung trực cũng như là ba cái đường phân giác nó cắt nhau tại đâu thì đó chính là cái tâm O. Thì đó chính là cái tâm O của đường tròn. Sau đó chúng ta sử dụng combo chúng ta vẽ thì nó sẽ đi qua ba đỉnh ABC. Sau đó chúng ta sẽ làm theo yêu cầu của đề bài. Bây giờ trước hết thầy sẽ tiến hành vẽ cái hình cho các em xem cái này nha. Rồi, như vậy thì thầy đã vẽ, tiến hành vẽ cho em cái hình ở trong cái bài số 6 này rồi nha. Tam giác đều ABC và cái đường tròn tâm O đi qua ba đỉnh của cái tam giác ABC. Người ta yêu cầu câu A các em là gì nè? Tính số đo các góc ở tâm nha, tính số đo các góc ở tâm tạo bởi hai trong ba bán kính OA, OB, OC. Nghĩa là như thế này, tính số đo góc ở tâm là 1 này, 2 này, 3 này, nghĩa là cái góc AOB, nghĩa là tạo bởi hai cái bán kính OA, OB đúng không? Hoặc là góc AOC, nghĩa là tạo hai trong bán kính là OA với OC, nghĩa là góc này và góc này là bằng bao nhiêu độ? Các em hiểu chưa nào? Đó, như vậy thì ở đây nghĩa là chúng ta sẽ tính chúng ta cái góc AOB bằng bao nhiêu này, AOC bằng bao nhiêu và cái góc BOC bằng bao nhiêu, có đúng chưa? Thì để tính được cái bài này thì chúng ta phải làm như thế nào đây? Thì để tính được ba góc này thì chúng ta sẽ tiến hành chứng minh các cái tam giác này bằng nhau các em nhé. Tam giác này và tam giác này bằng nhau. Nghĩa là chúng ta đầu tiên chúng ta phải xét tam giác AOB và tam giác AOC. Thì đầu tiên thầy xét cặp này trước nhé. Chúng ta có gì? Có phải có cái tam giác có AB thì bằng với AC tại vì nó là tam giác đều. OB bằng OC tại vì nó là bằng bán kính, OA là cạnh chung nên là hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp là cạnh 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 đúng không nào? Nên ta suy ra góc này sẽ bằng góc này tương ứng, em hiểu không? Đó, ok. Ta xét cái tam giác AOB và cái tam giác AOC có gì nào? Có phải AB thì bằng với AC, ở đây chính là vì cái tam giác ABC là tam giác đều, có đúng không nào? Tam giác đều. OB thì bằng với OC là bán kính. Bán kính thì bằng nhau đúng không nào? OA là cạnh chung. OA là cạnh chung. Nên chúng ta do đó cái tam giác AOB sẽ bằng với cái tam giác AOC theo trường hợp là cạnh 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 đúng không? Ta ghi là suy ra chúng ta có cái tam giác suy ra cái góc tương ứng đó chính là cái góc AOB là góc này sẽ bằng góc này bằng AOC, hiểu không nào? Đó,
suy ra cái góc AOB sẽ bằng góc AOC. Các em hiểu nào? Đó. Thì tương tự như vậy thì chúng ta tiếp tục xét thầy cái cặp tam giác đây. AOC với lại là COB. Hai tam giác này thì chúng ta có cạnh này thì bằng cạnh này. Cạnh này thì bằng cạnh này. OC là cạnh chung, chúng ta hai góc này cũng sẽ bằng nhau. Các em hiểu không nào? Rồi. Chúng ta ghi ta ký hiệu lên 1 đi. Xét tam giác AOC và tam giác COB có, nhưng mà chúng ta có AC thì bằng với BC, tam giác ABC là tam giác đều, đúng không nào? Đó, nhìn nó nào, có OA, ta nhìn trên hình của em nha, OA bằng OB, đây là bán kính, OC là cạnh chung. OC là cạnh chung nên chúng ta suy ra cái tam giác AOC sẽ bằng với cái tam giác COB. Thì trường hợp cũng là cạnh đó nè. Nên là đây do đó chứ hả? Đây do đó đi. Đây mình suy ra này. Suy ra cái góc AOC sẽ bằng cái góc là gì? COB. Ta ký hiệu đây là 2, các em thấy là AOB. Đây này, ta nhìn trên hình nè, ta chỉ trên hình trước. Cặp này thì bằng cặp này, góc tương ứng ấy. Cặp góc này thì bằng góc này, chứng tỏ là gì? Góc này cũng bằng góc này, tại vì cùng bằng với góc này. Nghĩa là ba góc này bằng nhau. Đúng nào? Đó. Nên là chúng ta có tương 1 và 2. Chúng ta suy ra cái góc gì? AOB bằng góc gì các em? AOC và bằng góc là COB, có phải không em? Đó. Và đồng thời ba góc này á cộng lại thì bằng 360 độ các em ạ. Mà cái góc AOB cộng góc AOC cộng góc COB là bằng 360 độ. Và ba góc này lại bằng nhau, nên chúng ta lấy 360 độ chia cho 3 thì ra được số đo của mỗi góc đó nè. Chúng ta suy ra AOB bằng AOC bằng COB và bằng 360 chia cho 3. Có đúng không? Thì mỗi góc ở đây nó sẽ bằng là 120 độ. Đó. Đây em. Rồi. Chúng ta đi sang câu B nhé. Xem từ câu B người ta nói cái gì nè. Tính số đo ở các cung tạo bởi hai trong ba điểm A, B, C. Nghĩa là chúng ta cần phải tính cái cung này nè em. A, B thì nó bằng góc ở tâm ở ô đây. Thấy nè. Nghĩa là nhưng mà nó phải là cùng, có hai cái em ạ. Cung nhỏ này thì chắc chắn là bằng 120 độ, còn cung lớn này thì sẽ bằng bao nhiêu độ? Bằng là 360 độ trừ cho 120 độ, ở cung nhỏ này thì ra được là 240 độ. Các em hiểu chưa? Đó. Rồi, bây giờ như vậy thì thầy giảng như vậy thì chúng ta đã hiểu rồi đúng không nào? Câu B bài số 6. Như vậy nãy chúng ta có là gì nè? Do này cái từ giấy của thầy nó hết giấy em ạ. Rồi, chúng ta sẽ tính cái cung nhỏ AB này chính là bằng góc ở tâm AOB là 120 nha. Rồi cái cung lớn AB này là bằng 360 độ trừ cho cung nhỏ này là bằng 240 nha các em nha. Rồi đây. Để làm em xem. Như vậy thì cái số đo của cái cung AOB người ta gọi là cung nhỏ đấy sẽ bằng cái góc AOB là bằng 120 độ ha. Ở đây chúng ta tính cái nào cho xong cái đấy luôn nha em nha. Số đo của cái cung AB gọi là lớn ấy, thì sẽ bằng là 360 độ trừ cho cái cung nhỏ là 120 độ. Đấy thầy làm nói chung nó cũng rất là kỹ rồi. Xong tương tự như vậy thì chúng ta cũng sẽ làm cái số đo của cái cung AC ha, nhỏ
thì nó cũng tương tự em, bằng cái góc ở tâm là AOC bằng 120 độ đúng không? Như vậy thì cái số đo của AC gọi là cung lớn thì bằng 360 độ, trừ cho 120 độ thì nó cũng bằng 240 độ thôi. Tương tự như vậy, số đo của cái cung BC gọi là nhỏ đấy thì bằng cái góc BOC thì bằng 120 độ. Chia ra cái số đo của cái cung BC gọi là lớn này thì sẽ bằng là 360 độ trừ cho 120 độ thì sẽ bằng là 240 độ. Được chưa? Đó chính là câu B76. Như vậy thì thầy thấy trên màn hình cũng là phút 20 rồi. Nên bắt đầu từ bài số 7, số 8 cũng như là số 9 thì thầy sẽ giải ở trong clip tiếp theo. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các em trong clip tiếp theo nhé.